Tôi nghe một thời kia Đức Thích Ca Thế Tôn hiện ở tại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tín tâm kia đều đặng giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Thế bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xin danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xin hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, hú lại làm hại đặng. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gom cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ quán tập đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Các thiện nam tử, chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý khí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu, thời sẽ đặng thoát khỏi quán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận ý, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Nếu người ngu si, thường thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói:
Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sanh như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm dương đặng độ thoát, liền hiện thân phạm dương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích đặng độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp.